1001 câu chuyện. Em xin chào các em đã quay lại với kênh 1001 câu chuyện. Và video ngày hôm nay thì chị sẽ giới thiệu và chơi cho các em một cái sticker mới như thế này ha. Có giá là 7.000 đồng. Shop XTB có bán nè. Và bây giờ thì chị sẽ lột ra và chơi cho các em xem nhé. Chị sẽ chơi như thế này. Và chị không biết là các em có thể chơi như thế nào á, thì tùy ý thích các em thôi ha. Đây. Bây giờ chị sẽ gỡ nó ra như thế này nhé. Và mấy em ơi, mấy em hãy nhớ là cái này là những cái hình này nó sẽ dính liền luôn. Nó không có bị tách ra như những miếng dán sticker khác. Cho nên là chúng ta phải cần có một cái cây kéo như thế này. Đó, và các em sẽ cắt nó ra ha. Cắt nó ra từng chi tiết một. Và bây giờ thì chị sẽ cắt khoảng... đây, chị sẽ chia ra làm 4 ô. Và đầu tiên thì chị sẽ cắt cái miếng này của chúng ta ra trước. Và mấy em nhớ là hãy cẩn thận. Tại vì có rất là nhiều họa tiết nó nằm gần nhau á. Nếu mà các em cắt không cẩn thận thì nó sẽ bị mắc. Và bây giờ thì chị cũng sẽ dùng một cây thước như thế này và một cây bút chì nhé, để chị chia ra làm 4 ô trên tờ giấy A4 như thế này. Và ô đầu tiên thì chị sẽ chơi cho cô nàng này. Chúng ta sẽ cắt gọn lại nhé, thì cái sticker của chúng ta nó sẽ đẹp, trông đẹp hơn. Sẽ lột ra nhé. Ra rồi nhé. Đây, rất là mỏng nha mấy em. Khi mà lột ra rồi thì cô ấy rất là mỏng và chị sẽ dán nó ra. Tiếp theo nào, chị sẽ cắt tiếp ha. Cái bên cô ấy thì sẽ có một cái đèn đây, và chị sẽ dán cái đèn vào đây nhé. Công nhận là em mỏng thiệt. Tiếp theo thì còn có cái đèn guitar nữa nè. Nhìn vậy chứ nó khó lột lắm nha mấy em, cho nên mấy em phải cẩn thận hơn là bị rách. Cái đèn, rồi có cả một cái kệ để đựng sách nhạc nữa nha. Ta-da! Đây, và chị đã cắt ra xong một chiếc nơ mỏng như thế này để chị trang trí cho cái ô vuông của chúng ta nhé. Để xem nào, còn có cái gì nữa. Wow, ngoài ra còn có một cái kèn như thế này ha. Cắt cái kèn ra nào. Lột nó ra thôi. Ta-da! Và chị đã chơi xong cái ô đầu tiên rồi nhé. Và chúng ta hãy sang cái ô thứ hai nào. Và chị cũng sẽ cắt tiếp theo cái phần thứ hai ra. Đây là một cô bé đang múa ba lê. Và trước tiên thì chị sẽ cắt cô bé ra trước nhé. Cô ấy đang mặc một chiếc đầm ba lê thật là dễ thương đúng không nè. Và cái dáng đứng đang thực hiện tư thế là múa ba lê rất là xịn sò. Còn chân chơi gì nữa, chị cũng sẽ dán ra. Lột và dán thôi nào. Tiếp theo thôi nào. Một chú chim nhé. Có chữ A-Music nè. Ai chứ tim mà tượng trưng cho chữ lớp đó. Mấy em có biết tiếng Việt là gì không? Đó là I love music, có nghĩa là tôi yêu âm nhạc. Chị sẽ dán nút này nhé. Wow, rất là dễ thương luôn đúng không nè. Tiếp theo nó còn có một cái này nữa mà chị không biết, chị gọi nó không biết là gì. Nó giống như cái loa nhạc mà thời cổ điển á, ở trong mấy bộ phim cổ điển mà nó thường rất là có cái dạng dụng cụ âm nhạc kiểu như thế này. Mình có cái cây này là để trong chúng ta quay nè, quay rồi xong rồi nhạc nó sẽ tự phát ra. Chị sẽ để góc này. Tiếp tục là những chú thỏ và chuồn chuồn, rồi có cả chú nhím, chú chuột chứ, à nhím. Đây, xong ô thứ hai rồi, chúng ta sẽ bắt đầu qua ô thứ ba tiếp tục nào. Em tìm chị lại cắt ra, phải cắt ra thôi. Phần này là phần về dụng cụ âm nhạc nha, toàn là dụng cụ âm nhạc thôi. Đây là cái đèn piano nhé. Ở đây chúng ta sẽ gọi là lễ hội âm nhạc nhé. Và mỗi người chúng ta sẽ tự trang bị cho mình mỗi các dụng cụ âm nhạc. Nào là múa ba lê, người thì thổi sáo, còn có cả là những chú thỏ của chúng ta cũng có thể thi luôn nè. Mình gọi tóm tắt lại là lễ hội âm nhạc đi nha. Đây là cái đèn guitar. Cái đèn này thì quá quen thuộc với mọi người, cho nên là ai cũng có thể biết hết. Ai biết được cái đó là cái gì, có thể trả lời chị biết được không nè. Cái chuyện này chị thua rồi, chị lắm lắm. Chị chỉ biết nó dễ thương, không đẹp rồi. Một cái dụng cụ cuối cùng trong cái ô thứ ba nhé. Này như là để gõ muốn hay gì. Tên tên. Và ô cuối cùng thôi nào. Đây, hai chú thỏ rất là xinh luôn. Em ôm một cái cùng bình hoa nhé. Tiếp theo nào. Đây là cái gì vậy ta? Xin lột nó ra nhé. Ủa chị nhớ chị lột ra nó hở một góc rồi, bây giờ nó lại dính như vậy. Thiệt là tức quá đi mà. Còn một cái gốc cây nhé.
là nhiều cây bút ở trong đây luôn. Thành chiếc nắm nữa. Khi bà dán vô, dán vô còn nữa thì nó rất là đẹp luôn. Đây là một cái tờ giấy nha. Đây là vật dụng của những chú thỏ nhà ta nhé. Đây là sách nè. Và cuối cùng thì chị cũng đã chơi xong cái miếng dán lụa Ticker 7.000 đồng này rồi nha. Đó, chị sẽ dán như thế này 4 ô. Đây là cô gái thổi kèn nè, còn cô gái múa ba lê. Đây là các dụng cụ nhà chơi nhạc. Và đây là căn nhà nhỏ xinh xinh của hai chú thỏ nè. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mà các em muốn mua đặt hàng thì cũng hãy nhớ là liên hệ với shop Chibi nhé, qua số điện thoại 0978997 để được đặt hàng nè. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em ở những video sau.